Hello các bạn, thì trước mặt các bạn đây là một dòng cá tên gọi là cá ngân bình. Đặc điểm nhận dạng của con cá ngân bình này là con mắt đỏ và phần đuôi nó có cái sọc màu đen. Thì nhìn chung là con cá này nó hơi gọi là hơi xấu các bạn ơi. Nhưng mà mình phát hiện ra rằng là cái con cá này là cái con cá cho ăn thú vị đứng thứ hai. Mà trước giờ mình nuôi cá có nghĩa là đứng thứ nhất vẫn là cá bảy màu. Cho cá bảy màu ăn rất là thú vị. Nhưng mà thú vị thứ hai là cái con này đây các bạn nha. Trời ơi, con này ăn rất là vui. Và trước khi cho nó ăn mình cũng sẽ nói về cái cá này một chút. Cái cá này hiện nay bên shop Nguyễn Phát đang bán các bạn nha. Đây, 19.000 một con. Thì cá này mình cũng mới nhập về cách đây khoảng 3 ngày thôi. Và hôm nay cá bắt đầu nó quen nước bên shop rồi thì cá nó khỏe. Và cái câu chuyện là tại sao có con cá ngân bình trong cái clip của Nguyễn Phát. Vì ở cái clip trước, các bạn có nhớ cái clip mình nói các bạn về cái vấn đề về da con cá không? Thì sau cái clip đó có một số trại nuôi về cá thủy sinh, người ta muốn hợp tác với mình để phát triển những cái dòng cá thủy sinh cho nó mạnh lên. Thì hôm nay là một trong những cái clip đầu tiên về những dòng cá thủy sinh các bạn nha. Và mình cũng là thuộc dạng là đại lý bán lẻ luôn cho những cái trại đó. Nên bạn nào muốn mua những cái dòng cá này thì các bạn có thể liên hệ Nguyễn Phát bằng cái link bên dưới miêu tả video này. Và là các bạn có thể search là fanpage các cá cảnh Nguyễn Phát để các bạn mua. Thì trong cái clip này mình chỉ giới thiệu con cá ngân bình này thôi. Trong những clip sau mình sẽ có cập nhật những dòng cá mới thủy sinh mới hơn các bạn nha. Ok, quay trở lại câu chuyện. Cái con cá này nuôi rất là thú vị. Thứ nhất là con cá ngân bình này nó bơi theo đàn các bạn nha. Bơi theo đàn rất là đẹp. Khi mà nó làm cái gì nó cũng đi theo bầy đàn hết á. Nó không có làm riêng lẻ một mình nó. Cái thứ hai á là khi mà cái con cá này mà nó ăn á là nó sẽ ăn theo kiểu là cũng bầy đàn luôn. Khi một con phát hiện được cái mồi thì nguyên bầy nó sẽ rình rình nó ăn. Ok, bây giờ không để các bạn đợi chờ nữa, bây giờ mình sẽ cho nó ăn cho các bạn xem cái con cá này tại sao nó thú vị nha các bạn nha. Đây, trên tay Nguyễn Phát hiện đang có cám này các bạn nha. Cám hạt đây ha. Bây giờ mình sẽ rắc lên bên trên bề mặt nè. Mình rắc một ít lên bề mặt. Đó. Các bạn thấy thú vị không? Theo như bản thân mình thấy là anh nó ăn còn cứng hơn là so với lại cá bảy màu nữa đó. Rồi, mới chút xíu rồi. Hết nó bắt đầu nó lặn xuống. Đó, nó bơi nó kiếm mồi đó. Thấy cân không? Hết rồi, tao rắc con ít rồi. Hết rồi. Đây nè, cho miếng nữa nè. Thấy chưa? Đó. Nó cưng ghê không? Ăn cực kỳ cưng luôn. Có nghĩa là mình cũng chỉ mới biết cái con cá này cách đây vài ngày thôi các bạn. Khi mà bên trại người ta giao cho mình số lượng 100 con thì bắt đầu mình về mình cũng thả vô các kiểu con này điểu. Xong rồi một ngày sau bắt đầu mình cũng mới bắt đầu cho nó ăn. Thì khi mà rắc vô cái mình thấy nó ăn một cái mình cười quá chứ cười lắm. Đó. Cưng ghê không? Thôi. Đó. Thì theo như mình thấy, nếu như mà các bạn mà bây giờ các bạn đang lăn tăn tìm một cái dòng cá để nuôi vừa để sinh động mà vừa để gọi là cá nó khỏe khỏe một tí thì các bạn có thể lựa chọn con này. Đặc điểm con này là tại nó xấu thôi. Tại vì con này nó hơi xấu thôi các bạn nha. Chả có màu sắc cũng như gọi chả có hoa văn gì đặc biệt giống như cá bảy màu hay những dòng cá bảy ta này kia nọ, nhưng mà được cái thì nó bơi theo bầy đàn rất là thích. Thay vì các bạn cá này á, mình thấy á, thường á, những bạn người ta nuôi trong hồ thủy sinh rất là đẹp, nhưng mà đôi khi các bạn chả có hồ thủy sinh, các bạn chỉ cần nước và cá như mình thôi là các bạn cũng đủ vui rồi. À. Rồi, đổi góc nhìn khác đi ha, cho các bạn dễ chơi hình dung ha. Rồi gắt miếng cho nó ăn. Vui không? Đây. Đó. Rồi. Đó. Rồi bây giờ cho miếng nữa nha. Bây giờ cho tôi miếng nữa nha. Nè. Thấy chưa? Thấy rồi đó.
nó phải có một con thấy các bạn, nó phải có một con thấy thì mấy con kia nó mới ăn, nó mới nhảy lên mới ăn. Ok các bạn nha, thì video clip đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Cá này Nguyễn Phát hiện đang bán giá 19.000 con các bạn nha, các bạn mua nhiều 100-200 con thì giá nó sẽ khác nữa các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau, bye bye.